Chào mừng em đã quay trở lại với buổi giải đáp những cái câu hỏi cũng như là cái thắc mắc của anh em trong ngày hôm nay. Thì hôm nay thì đồng hành cùng mình có bạn Sơn. Thì hôm nay cũng là cuối tuần rồi, không biết là anh em đã lên đồ để đi cà phê hay là đi hẹn hò với bạn bè hay chưa. Thì không biết là Sơn, mai là chủ nhật rồi, bạn đã có lịch đi hẹn hò với ai chưa nhỉ? Thật ra thì dịch càng quá bạn ạ, cho nên mình cũng không xác định là mình đi đâu cả. Mà ngày mai thì mình xác định là mình sẽ dành nguyên một ngày chủ nhật để lên quay giveaway cho anh em. Ngày mai cuối tuần nghỉ anh em ở nhà mà, thì nhớ vào hóng livestream giveaway 13 triệu rưỡi anh em nhé. Dành cả một ngày nghỉ để làm giveaway cho anh em. Chương trình này lớn mà. Đúng là một cái sự kiện giveaway lớn chưa từng có tại Latoku anh em ạ. Khiến bạn reviewer Sơn Nguyễn chúng ta phải bớt hẳn một ngày chủ nhật để lên làm giveaway cho anh em. Nó rất là nhiệt tình, thế nên là để đáp lại sự nhiệt tình của Sơn thì anh em cũng vào chơi cho không phụ lòng Sơn đúng không? Còn có đúng ngày hôm nay rồi đấy, đêm nay là cho kết quả rồi. Vậy thì anh em nào mà chưa tham gia cũng như là làm đúng những cái bước để tham gia giveaway thì anh em hãy nhanh tay để nhận những cái phần quà cực kỳ lớn, mà tổng giá trị giải thưởng lên tới bao nhiêu bạn nhỉ? 13 triệu rưỡi bạn. 13 triệu rưỡi bạn nhá. Nếu anh em nào ngày mai ở nhà thì hãy vào tham gia chơi cùng mình. Còn nếu mà anh em nào mà đã lên đồ để đi chơi rồi thì mình cũng mong là anh em hãy cẩn thận cũng như là chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất, bởi vì là tình hình dịch hiện tại thực sự là rất là căng thẳng đúng không? Ok, thôi chào hỏi anh em như thế thôi nhở. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào luôn cái câu hỏi đầu tiên nhá, trong buổi hôm nay. Câu hỏi đầu tiên là của bạn Hữu Bình. Bạn này tên giống mình này. Bạn ấy có hỏi là: anh ơi, LG Gram với MacBook thì cái tầm giá nên mua em nào ạ? Thật ra thì giữa hai con này thì mình thật sự là chưa có cái điểm gì để chê cả anh em ạ. Với MacBook M1 thì đúng là hiệu năng cũng rất là ngon, và LG Gram thì là một chiếc laptop mà rất là nhẹ và cũng rất là tối ưu cho các doanh nhân hay là các bạn văn phòng cần một chiếc máy mỏng nhẹ để mang đi theo bên mình. Cho nên là với hai chiếc máy này thì mình chưa tìm ra cái điểm nào để chê ở hai em nó cả. Nếu như mà nhu cầu của bạn muốn dùng với Office nhiều vậy thì cứ chọn Windows mà băm cho nó sướng đúng không nào. MacBook M1 thì nó chưa tối ưu cho chúng ta cho lắm. Còn nếu như mà chúng ta muốn về hiệu năng các thứ, cắt sửa phần mềm video các thứ đấy, thì MacBook M1 mình nghĩ là sẽ ok hơn. Nhưng mà tầm này M1 giá hơi căng đấy, với cả đang cháy hàng nữa, anh em cân nhắc nhá. Mà cảm giác cầm ra ngoài quán cà phê mà thi thoảng thể hiện mọi người xung quanh thì cầm MacBook vẫn có cái gì đấy nó đẹp hơn đúng không? Đúng rồi, có sát thương với cả sát thương các em. Ok, đến câu 2 nhá. Câu 2 là của bạn Tạ Vũ Hùng. Bạn ấy có hỏi là: anh ơi, cho em hỏi là giữa hai cấu hình là Core i5-1135G7 với các đồ họa là MX350, với combo là i5-9300H với các đồ họa là GTX1050 thì cái nào tốt hơn vậy? Với cái combo cấu hình mà bạn đưa ra ấy thì tất nhiên là i5-9300H nó sẽ cho chúng ta một mức hiệu năng nó tốt hơn. Tuy nhiên ấy thì với hai cái con CPU cũng như là con card đồ họa này, nó là cái phiên bản đời khá là cũ rồi, đế khá là sâu rồi anh em ạ. Chính vì thế mà để mà sử dụng một cái thời gian dài ấy thì anh em nên cân nhắc, cân đối lựa chọn những phiên bản đời mới hơn anh em nhé. Và để mà có thể phục vụ tốt cho công việc của anh em, để mà anh em có nhiều thông tin hơn thì anh em hãy inbox cho fanpage Laptop World để có thể được tư vấn kỹ càng nhất. Nếu mà mọi người có một số anh em mà mới xem mà không biết là fanpage của anh em mình thì bây giờ phải truy cập như nào bạn nhỉ? Đây, mình để phía bên dưới phần mô tả. Ok, để phía bên dưới mô tả nhá. Để ví dụ như là anh em viewer nào lần đầu tiên đến với kênh Laptop World của chúng mình thì có thể biết để truy cập. Ok. Ok. Câu hỏi số 3 là của bạn Quang Thắng Phạm. Thì bạn có hỏi là: cho em hỏi VIEWBOOK Pro 15 Ryzen 7 5800H với các loại RTX 3050 dùng để học kỹ thuật và làm đồ họa 3D nặng thì có ổn không ạ? Hoặc là trong tầm giá thì có con nào ổn hơn không anh? Cái con này nếu mà mình nhớ không nhầm thì sẽ là trong tầm giá từ 25 tới 28 triệu rưỡi đúng không? Đúng rồi. Đấy thì với con VIEWBOOK Pro 15 này thì mình khuyến khích là nếu mà bạn sử dụng ở trong các cái nhu cầu bạn vừa nêu trên như kiểu là kỹ thuật này hay là 3D nặng ấy thì nên lựa chọn phiên bản 16GB nhá. Còn 8GB thì nó sẽ hơi bị đuối đấy. Đấy là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai, nếu mà để mà tối ưu nhất cho cái công việc của bạn ấy thì lại nên ưu tiên về các cái mẫu laptop gaming, nó sẽ tối ưu cho chúng ta về tản nhiệt cũng như là về hiệu năng lâu dài hơn. Bởi vì là khi mà chúng ta sử dụng các cái bộ 3D nặng này, máy phải render cái thứ rất là nhiều này, và những cái chiếc ultrabook như thế thì tất nhiên là tản nhiệt của nó sẽ không thể nào mà tối ưu được bằng so với cả chiếc laptop gaming. Thì mình sẽ đưa ra cho bạn một vài các cái option để các bạn có thể cân nhắc, như là MSI Bravo 15 Ryzen 7 5800H và RX 5500M là một cái combo mà cũng khá là ổn cho bạn có thể cân nhắc lựa chọn. Hoặc là Dell Gaming G15 5515, đó cũng có cấu hình là Ryzen 7 RAM 8 và RTX 3050 trong tầm giá. Ngoài ra thì bạn cũng có thể, nếu mà có thể tìm được, tại thời điểm này rất là khó tìm một chiếc Legion 5 phiên bản 2020. Tất nhiên là rất là khó tìm, nhưng mà nếu mà chọn được con đấy thì nó sẽ khá là ngon đấy. Còn nếu mà không thì hãy cân nhắc đến một số các mẫu vừa rồi.
Ok, thì với nhu cầu của bạn Quang Thắng Phạm nhé, thì thực sự là mình nghĩ là với những cái tác vụ mà làm đồ họa 3D thì bạn nên cân nhắc những cái em nào mà có cái tối thiểu RAM là 16GB, thì như vậy khi mà quá trình làm việc của bạn thì nó sẽ có cái trải nghiệm tốt hơn, đúng không? Đúng rồi. Hoặc okay. là chọn những mẫu có thể nâng cấp được RAM. Ok, câu hỏi tiếp theo là câu hỏi số 4 của bạn Kiều An. Bạn hỏi là em chưa rõ nếu mình mua online thì nhỡ máy có lỗi thì bảo hành kiểu gì vậy ạ? Hay là em phải đem ra trực tiếp cửa hàng? Về cái chính sách bảo hành ấy thì nó còn phụ thuộc vào từng sản phẩm cơ, từng model của sản phẩm cơ. Cho nên nếu mà mình không biết là bạn muốn hỏi về sản phẩm nào, bạn muốn biết thêm chi tiết ấy, thì hãy inbox cho fanpage để có thể được nắm rõ nhất. Tuy nhiên ấy, thì khi mà bạn mua hàng tại Laptop World thì bạn hãy hoàn toàn yên tâm rằng là kể cả mua offline hay là mua online thì vẫn được áp dụng cái chính sách đổi trả hàng trong vòng 7 ngày này. Và phần mềm thì hỗ trợ trọn đời cho bạn luôn, hỗ trợ qua online luôn. Đó. Thì với bạn Kiều An nhé, thì với cái chính sách bảo hành ấy, thì tùy hãng và tùy các dòng máy thì nó sẽ có những cái chế độ bảo hành khác nhau. Nhưng bạn yên tâm là riêng ở Laptop World thì nó sẽ có một cái chế độ bảo hành chung, đó là đổi trả trong vòng 7 ngày, đúng không? Đối với các sản phẩm lỗi. Đối với các sản phẩm lỗi. Ngoài ra là cài đặt miễn phí phần mềm trọn đời cho bạn nữa nhá. Câu hỏi số 5 là của bạn Táo Xanh. Mong mấy anh review con Vivo Pro 14X mới ra ạ. Bạn xem thế nào? Mình còn mong hơn bạn. Mình mong hàng về từng ngày một mà hàng vẫn chưa về. Nhưng mà mình mới nhận được thông tin của mấy anh kinh doanh mà anh bảo là hàng sắp có rồi. Cho nên là các bạn hãy cứ subscribe kênh và chờ đợi video mới nhất của chúng mình nhé. Tại vì là mình cũng mong ra sản phẩm mới lắm chứ, đúng không nào? Đúng rồi. Sản phẩm mới thì rất là nhiều các bạn quan tâm và vào chúng ta tương tác với nhau thì nó sẽ thích hơn rất nhiều. Thực sự là cái con Vivobook Pro 14X này thì mình thấy đây là một sản phẩm đang khá là hot. Và thực sự là mình nghĩ là lịch chắc sẽ chỉ trong khoảng vài ngày nữa thôi là sẽ về hàng tại Laptop World. Và đương nhiên là chúng mình sẽ, nếu nó về phát là chúng mình sẽ review trên tay cho anh em thấy rõ nét nhất về em nó, đúng không? Ok, vậy thì hẹn Táo Xanh ở cái video review Vivo Pro 14X nhá. Ok, câu hỏi số 6 là của bạn Hồ Thành. Bạn ấy có hỏi là AD đánh giá cho con laptop Acer Aspire 3 3515 57G 524Z i5 này như thế nào ạ? Về xử lý Photoshop này, edit video hay là chơi game như kiểu là GTA 5 hay là FO4. Thì với cái combo cấu hình như thế, CPU i5 thế hệ 10 đúng không? Và MX330 để mà xử lý các tác vụ như là Photoshop này, edit video hay là chiến một số tựa game online như kiểu là GTA 5 hay là FIFA Online 4 thì mình đánh giá là nó khá là ok rồi. Với combo này thì nó cân cho chúng ta rất là tốt rồi. Tuy nhiên thì thời điểm hiện tại thì rất là khan hàng, thậm chí là trên thị trường hiện tại thì để mà tìm một con CPU i5 Gen 10 là khá khó cho chúng ta đấy. Cho nên là bạn có thể tham khảo sang một số các cái mẫu như là Asus ZenBook Q48UG này, Ryzen 5 5500U, CPU đời mới đúng không? RAM 8GB và SSD là 256GB, có card MX450 luôn. Đó, màn đẹp nữa, màn 100% sRGB mà chỉ có hơn 19 triệu. Ok, thì mình cũng muốn bổ sung cho Sơn một chút về em máy mà bạn đang phân vân. Thì đối với em máy này nhá, ví dụ chơi những cái tựa game như là FIFA Online 4 thì ok. Nhưng mà đối với GTA 5 thì mình nghĩ là chỉ chơi được ở cái mức setting thấp thôi. Đúng không? Setting low thôi. Chứ nếu mà nhu cầu của bạn mà muốn chơi ở mức setting cao thì mình nghĩ là bạn nên chọn những cái option mà cao hơn. Đấy, thì ngoài ra thì Sơn cũng đã có đề xuất cho bạn, nếu mà bạn không tìm được em Acer thì bạn có thể tìm được em Q108UG để có thể mua. Bởi vì là hai em này thì cũng khá là xem nhau, đúng không? Ok, câu hỏi số 7 là của bạn Hoàng Vũ. Bạn ấy có hỏi là anh ơi, em mới mua con IdeaPad 5 Pro Ryzen 7 5800H GTX 1650 dùng auto card và chơi GTA 5 thì ổn không ạ? IdeaPad 5 Pro cái combo này mình cũng đang dùng này. Rất ổn luôn bạn nhá. Mình cũng đang sử dụng một số các tác vụ như bạn nói thì mình thấy rằng là rất ổn, và với combo cấu hình này thì quá thoải mái rồi. Đúng rồi. Thực sự là auto card thì mình nghĩ combo này đúng là không còn gì để bàn cãi nữa, đúng không? Đúng rồi. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo luôn là của bạn Tâm Phùng. Bạn hỏi là em đang phân vân MSI Modem 15 A5M Ryzen 7 với Dell Inspiron 15 5510 và Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 Ryzen 7. Hoặc có con nào trong cái tầm giá ổn ổn không ạ? Mong được các bác tư vấn, em cảm ơn. Trong tầm giá này thì ba chiếc máy này nó đều có một cái cấu hình hay là một cái mức hiệu năng nó đều khá là xem nhau, cả về màn hình, cả về trải nghiệm sử dụng. Để mà đánh giá về tối ưu về mức hiệu năng thì 5510 sẽ ok hơn với i5 và 11300H. Còn để mà anh em muốn gọi là chiến game các thứ nó ngon nghẻ hơn một chút ấy, thì có thể lựa chọn MSI Model 15. Đấy. Còn với màn hình để mà thiết kế đồ họa thì với ba máy này nó đều là 45% NTSC hết à. Nó đều như nhau hết, không có gì đánh giá quá nhiều.
Thế thì để mà chọn ba em này mà làm những cái tác vụ đồ họa hay là xử lý những cái hình ảnh đó chất lượng cao thì mình nghĩ là nó cũng không phù hợp lắm đúng không? Đúng rồi. Tuy nhiên là với ba em tập thì chơi game thì đều ổn nhá. Ừ, với ba em thì mỗi em nó sẽ có một cái đặc điểm cũng như là những cái ưu điểm riêng thì bạn có thể cân nhắc nhá. Ok, câu hỏi số 9 là của bạn Quang Phạm Anh và bạn Anh Quốc Nguyễn đều có chung câu hỏi là cho em hỏi là IdeaPad 3 Ryzen 5 5500U với IdeaPad 3 i5-1135G7 thì nên chọn em nào ạ? Em cần học giải trí, chơi game cũng không nhiều với lại dùng lâu hết pin một chút thì ok ạ, em cảm ơn. Ok, để mà dùng lâu hết pin mà trong tầm giá này thì hơi khó. Các bạn không nên trông chờ quá nhiều vào pin laptop thời điểm hiện tại bởi vì là sạc nó cũng khá là nhỏ gọn, chúng ta có thể dễ dàng mang theo bên mình mà đúng không nào. Và với Ryzen 5 thì nó sẽ mạnh mẽ hơn đấy, cho nên là bạn có thể cân đối lựa chọn sang Ryzen 5 nhá. Nhưng mà với cái dòng này thì mình nghĩ là thời điểm hiện tại khá là khó để có thể tìm kiếm. Nếu mà bạn quan tâm trong cái tầm giá này và cấu hình đấy thì bạn có thể lựa chọn sang mẫu SI Modern 14 B5M204VN. Hiện tại Laptop World đang có chương trình pre-order cho cái sản phẩm đó. Nếu mà bạn đặt hàng sớm ấy thì sẽ được giảm giá trực tiếp 300.000 luôn. Và sẽ dự kiến là sẽ có hàng trong khoảng cuối tháng này bạn nhé. Ok. Thì đấy, đối với bạn Quang Phạm Anh và bạn Anh Quốc Nguyễn, bởi vì là hai bạn đều có câu hỏi chung thế nên là Sơn cũng đã tư vấn cho hai bạn một cách khá là rõ ràng đúng không? Và đương nhiên là có một cái phần nhỏ là về phần pin ấy, thì mình nghĩ là nếu mà không quá phải là di chuyển nhiều thì các bạn khi mà ngồi một chỗ làm việc thì nên cắm sạc, bởi vì thứ nhất là mình không lo về hết pin và thứ hai là nó cũng đảm bảo được cái hiệu năng cho máy đúng không? Đúng rồi, nó còn đảm bảo cái tuổi thọ của pin của chúng ta nữa. Đúng rồi. Đấy. Ok, vậy là mình nghĩ như vậy là một cái câu trả lời khá là đầy đủ cho hai bạn rồi. Ok, câu hỏi tiếp theo là câu hỏi số 10 của bạn Ngọc Bảo. Bạn ấy có hỏi là cho em hỏi trong tầm giá 25 triệu có máy nào học kỹ thuật và làm đồ họa 3D chuyên nghiệp có card RTX màn hình 100% sRGB dùng ổn định lâu dài không ạ? Cái câu hỏi này mình chắc chắn là bạn đang nhắm thẳng tới một con, bạn biết con gì không? Đấy chính là con VIEWBOOK PRO 15 OLED. Đó, chỉ có đúng cái con máy đó trong tầm giá này là có RTX 3050 và màn 100% sRGB, thậm chí là 100% DCI-B3 luôn. Wow. Đấy. Tức là nó sẽ có cái tấm nền OLED à? Đúng rồi, màn hình OLED. Tuy nhiên nhá, bạn lưu ý là em nó sẽ chỉ có RAM là 8GB và Ryzen 5 mà thôi. Thì nó sẽ bị hạn chế là chúng ta không thể nâng cấp được RAM. Nếu mà bạn dùng ít tác vụ thì có thể cân đối lựa chọn. Còn để mà chuyên nghiệp hơn thì mình nghĩ là bạn nên hướng sang một số các mẫu laptop gaming. Tuy nhiên thì gaming trong tầm giá này lại khá là khó để kiếm được 100% sRGB đấy. Thực ra là mình thấy nếu mà học kỹ thuật và làm đồ họa 3D chuyên nghiệp ấy thì thực sự là 8GB RAM nó sẽ hơi khó để đáp ứng đúng không? Hơi khó đáp ứng mà em nếu nhá, trong cái tầm tiêu chí của bạn mà chỉ có mỗi em Acer Vivo Pro 15 OLED này thì thực sự là nó sẽ khá là hạn chế cho việc sau này bạn muốn nâng cấp RAM đúng không? Thế nên là nếu có những cái budget nó cao hơn thì mình nghĩ là bạn nên cân nhắc những cái dòng máy nó tốt hơn đúng không? Cũng là VIEWBOOK Pro hoặc là IdeaPad 5 Pro. Thì với IdeaPad 5 Pro nó sẽ chỉ có mức giá khoảng độ hơn 27 triệu. Hay là gần 27 triệu mình nhớ không rõ lắm, nhưng mà nó sẽ có trong ta là 16GB RAM cơ thì nó dùng tối ưu hơn rất nhiều đấy. Đấy thì chỉ chênh có hơn khoảng từ 2 3 triệu thôi, nhưng mà chúng ta đã có những cái sự lựa chọn cũng như là cái trải nghiệm mình chắc chắn là sẽ tốt hơn và được lâu dài hơn đúng không? Vậy chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 11 là của bạn Rico May. Bạn ấy có hỏi là làm đồ họa 2D và 3D này, edit video không chơi game thì chọn máy nào ổn nhỉ anh em? 2D và 3D không chơi game. Mình không rõ là bạn có nhu cầu lựa chọn cho khoảng giá bao nhiêu tiền. Nếu như mà bạn muốn tư vấn laptop thì cái nhu cầu đầu tiên của bạn sẽ phải là budget của bạn sẽ là khoảng bao nhiêu trước đã. Thì mình nghĩ là để mà làm những cái ngành này mà có được những cái option nó tương đối tốt thì mình nghĩ là trong khoảng từ 20 đến 25 triệu đấy. 20 đến 25 triệu ạ. 20 đến 25 triệu mình sẽ đưa cho bạn một số các option sau này. Ví dụ như là chiếc VIEWBOOK Pro 14 màn hình 2.8K không chơi game thì nó sẽ không có card đồ họa rời. Tuy nhiên thì với con CPU là AMD Ryzen 7 5800H nó sẽ tối ưu được tốt cho bạn vào một số các tác vụ như thế này. Đó. Và nên lựa chọn phiên bản màn hình là nên lựa chọn phiên bản RAM 16 nhá. Ok. Ngoài ra thì nếu như mà cao hơn bạn muốn lựa chọn một số các mẫu laptop gaming. Biết là không chơi game rồi, nhưng mà với một số các tác vụ như là 2D hay là 3D hay là edit video ấy thì những chiếc laptop gaming nó sẽ tối ưu cho bạn rất là tốt. Vì thế cho nên mình vẫn khuyến khích bạn có thể cân nhắc qua một số các mẫu như là Acer Nitro 5 hay là MSI Bravo 15. Đấy. Đấy thì ngoài những cái option để làm đồ họa thì mình nghĩ là cũng nên lựa chọn cái máy gaming, không phải cứ gaming là phải dùng để chơi game luôn đúng không? Mà chúng ta xử lý những cái tác vụ đồ họa nó cũng khỏe không kém gì cái lúc mà chúng ta chơi game mà đúng không? Thế nên là mình nghĩ là bạn nên cân nhắc một số những cái option mà Sơn đã đưa ra cho bạn. À đấy. Thế nếu như bạn ấy có tài chính cao hơn thì sao? Thì mình cũng nghĩ ra một số các cái option để cho bạn ấy có thể cân nhắc, ví dụ như là
Lenovo Legion 5 Pro này, hay là Legion 5 khoảng 30 triệu, hơn 30 triệu. Đấy, hoặc là LG Strix K. Nó cũng có màn hình khá là đẹp để cho bạn có thể cân đối vào các tác vụ đồ họa nhé. Ồ, đấy, lại đưa thêm cả những cái option mà budget ở tầm trên nữa đấy. Thì mình nghĩ là với những cái option vừa thì bạn hoàn toàn có thể tự tin là sẽ lựa chọn cho mình chiếc máy phù hợp với những cái nhu cầu như là công việc của mình, đúng không? Ok, vậy thì câu hỏi tiếp theo của chúng ta là câu hỏi số 12 của bạn Acoustic Hải. Ui, nghe nghệ nhỉ? Acoustic Hải. Em mới mua con Vivo Pro 15, mới dùng được 2 ngày mà nó đã bị đơ. Xem YouTube nó tự ngắt rồi khởi động lại là sao anh? Mình nghĩ cái vấn đề này liên quan đến update là nhiều, chủ yếu liên quan đến update thôi. Bạn hãy kiểm tra xem là máy của bạn đã update hết lên các phiên bản chưa nhá. Bởi vì là khi mà máy đang trong quá trình update ấy, mà máy mới mua về mà máy phải chạy ngầm update ấy, thì cái việc lỗi bị đơ, bị lag là cái chuyện hết sức bình thường. Bởi vì là khi mà chúng ta chạy ngầm thì CPU lúc này nó phải hoạt động khá là mạnh. Chính vì thế mà cũng dẫn đến cái việc quạt tản nhiệt nó kêu nhiều này, xong rồi là máy tốn pin này, nhanh tắt này, xong rồi là đơ. Thậm chí là có những lúc đang dùng xong rồi để tím tự khởi động lại. Đấy là vì sao mà máy nó nhận ra là nó đã cài đặt xong các phiên bản cập nhật rồi, và lúc này nó cần phải khởi động lại để có thể cập nhật nó lên. Chung là gặp những cái lỗi vặt vặt, đúng không? Đúng rồi. Thì về cái vấn đề này thì chúng mình cũng đã làm một cái clip rất là chi tiết về những điều mà bạn cần làm sau khi mua máy mới, đúng không? Thì link mình đã để ở bên này, thì bạn có thể ấn vào để xem thật là kỹ, bởi vì biết đâu là sẽ có cả những cái lỗi mà bạn đang gặp phải, đúng không? Đấy, nhưng mà vẫn chưa chữa được nữa. Nếu mà update hết các thứ lên rồi mà vẫn không sửa được nữa thì bạn hãy ngay lập tức xách qua kỹ thuật LaTour sẽ hỗ trợ bạn ngay lập tức. Ok. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là câu hỏi số 14 của bạn Tuấn Minh. Và câu hỏi là em đang quan tâm tới sản phẩm là Model 14. Thấy bên cửa hàng có mã 064VN và 204VN. Không biết là khác nhau về điểm gì ạ? Mong Andy trả lời. Nó sẽ có một số các cái điểm khác nhau như thế này. Mã 204VN là cái mã mà thay thế cho bản 064VN. Đấy, đúng rồi, phiên bản sau. Thì nó sẽ có một số các cái trang bị mới như là Wi-Fi 6 này, hay là Windows 11 này. Và có một cái điểm khác nhau nữa là nếu mà bạn pre-order tại Laptop World thì nó sẽ được giảm 300.000. Đấy, cái phiên bản ban nãy mình vừa nói đấy, 204VN đấy. Vậy thì với bạn Tuấn Minh nhá, với hai option như này mà em 204VN đúng không? 204VN thứ nhất là nó được trang bị Wi-Fi 6 và Windows 11. Thứ hai là còn được pre-order giảm giá 300.000 nữa, thì mình nghĩ là giữa hai em này không được gì mình phải chọn em 204, đúng không? Nếu bạn thân mình nhá, nếu bạn thân mình có thực sự rõ ràng, mình sẽ chọn luôn em 204VN. Bởi vì có nhiều sự cải tiến và lại còn được giảm 300.000. Ui, nghe thấy sướng thật sự luôn. Thì mình nghĩ là nói chung là lựa chọn cuối cùng vẫn là của bạn thôi, đúng không? Ok, câu hỏi số 15 là của bạn Mai Anh. Em mới lớp 10 thôi, đang có nhu cầu học online và chỉnh sửa ảnh TikTok cơ bản. Thì dòng NV13X360 có phù hợp không ạ? Em cảm ơn. Đấy, bạn có thể tư vấn cho TikToker tương lai chúng ta, đúng không? TikToker à? Ok. Với cái nhu cầu của bạn, như bạn vừa hỏi, chiếc NVX360 thì hoàn toàn có thể đáp ứng được tốt. Với build nhôm chắc chắn này, cấu hình ổn, màn hình đẹp, nói chung là chả có gì để mà chê nữa cả. Màu thì màu vàng gold, nữ dùng được mà nam dùng thì cũng quá là hợp luôn. Đấy, thật sự là nhìn rất là thời thượng luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 16 đến từ bạn Mi Pro. Em chào chú Bình Nổ. Em chào chú. Em xem kênh bên chú cũng nhiều rồi, nhưng mà thấy toàn laptop thôi. Em đang muốn mua một cái máy tính bảng tầm giá 4-5 triệu thì không biết là bên chú có không. Nếu có thì mong chú review giúp cháu ạ. Ôi, cháu cảm ơn chú rất là nhiều, mong chú ngày càng phát triển. Thôi, câu này thì xin nhờ một chú Bình Nổ trả lời. Thật sự là hôm nay là chương trình có mời Mận Sơn để giải đáp câu này mà hỏi riêng mình thì... Ok, thì với tiêu chí của cháu là trong khoảng từ tầm 4-5 triệu mà một cái máy tính bảng để phục vụ học tập, thì chú nghĩ là bạn Sơn cũng vừa mới review một em Alcatel 3T8 đúng không? Thì link sản phẩm cũng như là link review của bạn Sơn thì chúng đã để bên trái đây. Thì cháu có thể tham khảo và cân nhắc, biết đâu là có thể phù hợp với cháu thì có thể bốc luôn, đúng không? Bốc luôn. Và hiện tại bên Laptop World có bán không bạn? Có bạn, con đấy mình nhớ đâu đó khoảng độ 3.6-3.7 rẻ lắm. Thế thì giá thậm chí là còn dưới cả cái budget của được cháu rồi. Nó đúng không? Rẻ. Ok, thế thì cháu có thể cân nhắc nhá. Ok, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng là câu hỏi số 17 của bạn Tuấn Hùng. Chào Laptop World. Vâng, Laptop World chào bạn. Bên mình đã có sẵn hàng sản phẩm IdeaPad 5 14 Pro chưa? Em theo dõi fanpage thì thấy thông tin chuẩn bị có hàng. Mong AD review sản phẩm đó để em qua múc nó luôn ạ. À chả, định nhờ. Đúng rồi, con này chuẩn bị có hàng. Nhưng mà mình đang chờ máy về để review đây. Hình như là cũng có rồi đấy. Chắc là sau clip này thôi là sẽ có clip review chiếc iPad 5 Pro 14 đấy. Cho nên là các bạn hãy theo dõi trên channel Laptop World để có thể cập nhật thông tin mới nhất nhé. Nhưng mà nếu mà subscribe kênh của Laptop World mà không bật chuông thì
mình nghĩ là chắc vẫn sẽ để lỡ những cái vẫn sẽ trôi đúng không? Thế hãy nhớ ấn vào nút chuông nữa. Đấy. Cái điều quan trọng nhất nhá, khi mà anh em subscribe kênh của Latogo thì nhớ bấm cái chuông để có thể là không bỏ lỡ những clip mới nhất của với Latogo, bởi vì là đây, ví dụ như bạn Tuấn Hùng chẳng hạn đúng không? Sắp tới chúng mình sẽ review cái sản phẩm mà bạn đang mong chờ. Nếu mà bạn không bật chuông thì bạn bỏ lỡ mất, thì lúc đấy chúng ta sẽ lại không biết được là em quay nhau đúng không? Nghe thì đấy cũng là câu hỏi cuối cùng của buổi ngày hôm nay rồi. Thì cuối clip thì mình cũng vẫn muốn nhắc lại cho mọi người, đó là ngày mai là ngày mà bạn Sơn phải bỏ cả một ngày chủ nhật ra để làm cái giveaway với tổng giá trị giải thưởng cực kỳ lớn, lên tới bao nhiêu? 13 triệu rưỡi. 13 triệu rưỡi đi đấy. Thế nên là trong ngày hôm nay là ngày cuối cùng để chốt sổ rồi, thì anh em tham gia chơi để thứ nhất là ủng hộ cho Latogua, và thứ hai là để có thể dành những cái phần thưởng giá trị cho riêng bản thân mình. Còn bây giờ thì chắc là anh em mình cũng phải chốt ca sớm để đi giao lưu một chút nhỉ. Bởi vì ngày mai bạn dành cả ngày rồi cơ mà. Thôi bạn ơi, dịch đang căng lắm, chắc là mình về nhà làm kịch bản để mai còn live stream cho các bạn nữa. Đấy. À các bạn nhá, để mà ấn like, ấn sub thì đã đành rồi, để mà nhận thông báo về nhau đã đành rồi, nhưng mà nếu mà thường xuyên muốn nhìn thấy nhau hơn thì hãy nhớ là ấn like cả video để nổi lên gợi ý trong video của anh em trong YouTube anh em nhá. Còn bây giờ thì chắc là anh em mình phải tạm biệt anh em viewer thôi nhỉ. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những tập tiếp theo. Bye.